Vâng, kính thưa quý thính giả, đặc biệt quý anh chị em tín hữu Cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triều, giáo xứ Saint Boniface Anaheim, tôi linh mục Vincente Phạm Ngọc Hùng, giám đốc trung tâm Công giáo gửi lời chúc Tết, gửi lời chúc đầu năm đến toàn thể quý vị và quý đồng bào đang là mừng xuân năm nay. Kính chúc cho tất cả mọi người một năm mới Chúa ban cho tràn đầy sức khỏe, bình an, mọi chuyện được như ý, và đặc biệt giống như Đức Cha Thành chúc Tết trong ngày hôm nay, bình an của Chúa ở cùng anh chị em.